Chiến thần Thánh Y, Đường Tuấn. Chương 2961. Đúng lúc này, không gian nhỏ này bỗng nhiên chấn động, trời đất đang lay động giống như muốn sụp đổ. Trên không trung, hư ảnh tinh thần chi tâm càng thêm chân thật. Kỳ Long thất thanh nói, tinh thần chi tâm sắp xuất thế, chỗ không gian này sắp sụp đổ. Tất cả mọi người biến sắc, Kỳ Long nói tiếp, một khi không gian sụp đổ, chúng ta sẽ chết ở chỗ này. Biện pháp trốn thoát duy nhất chính là ở thời điểm không gian mở ra lỗ hổng, tìm được thông đạo rời đi. Triệu Huyền, cậu đã ngưng luyện tiểu thế giới, cậu đến cảm ứng thông đạo. Triệu Huyền cũng biết lúc này đến thời khắc cực kỳ mấu chốt, vội vàng đáp ứng. Anh ta toàn lực tập trung tâm thần, thông qua tiểu thế giới cảm ứng không gian xung quanh biến động. Tu La Thần Tử và Thủy Miểu Miểu do dự một chút, cũng tới gần Triệu Huyền một chút. Cạch một tiếng, bầu trời nứt ra một khe hở, giống như bị thanh kiếm khổng lồ xé rách. Các vết nứt không gian khổng lồ nằm trên bầu trời. Triệu Huyền nhìn chằm chằm vết nứt không gian, ánh mắt sáng ngời, nhìn về phía một phương hướng nào đó, nói, ở ngay đó. Nói xong, pháp lực của anh ta bao lấy Đường Tuấn và Kỳ Long, bay về phía một khoảng không gian trống. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Thủy Miểu Miểu cùng Tu La Thần Tử do dự một chút, cũng theo sát phía sau. Trên không trung, Kỳ Long nhìn Hồ Tiêu Nguyên Anh trong tay Đường Tuấn, hỏi cậu định xử trí anh ta như thế nào. Đường Tuấn không nói, buông tay, Nguyên Anh bị phong cấm Hồ Tiêu liền từ trên cao rơi xuống. Tu La Thần Tử và Thủy Mân tuy rằng nhìn thấy, nhưng lúc này lại làm như không thấy, loại thời khắc nguy cấp này, bọn họ cũng không muốn lãng phí một chút thời gian nào. Hồ tộc một đời thần tử, cứ như mà vậy ngã xuống. Dưới sự dẫn dắt của Triệu Huyền, một đám người vọt vào trong khe nứt không gian, chợt khe nứt không gian lại bắt đầu mở rộng, đem thân hình mấy người che giấu. Táng Tinh cổ địa, Hứa Vô Sơn đứng ở trên không trung cổ Ma Hà, phía sau ông ta là đạo nhất thần tử cầm đầu Vạn Tiên Hội. Ở đối diện bọn họ cách đó không xa, lại là các phản loạn quân đông đúc. Cầm đầu là một người có khuôn mặt dữ tợn, khí tức không yếu hơn Hứa Vô Sơn bao nhiêu. Nhưng giờ phút này song phương đều không có ý nghĩ đánh nhau, mà là ánh mắt nghiêm trọng nhìn một nơi trên cao. Ở nơi đó, một viên lục sắc tựa như một ngôi sao nhỏ hình cầu lơ lửng trong hư không, như ẩn như hiện. Lúc này bên ngoài hình cầu này phủ đầy ánh sáng màu xanh biếc, những ánh sáng rực rỡ này đang chậm rãi lưu động tinh thần chi tâm. Hứa Vô Sơn lẩm bẩm nói, ánh mắt cực nóng. Đây là bảo vật mà ngay cả thần quân và cũng muốn có được. Cường giả cấp bậc như ông ta nếu đạt được tinh thần chi tâm, ít nhất thời gian trở thành thần quân có thể rút ngắn 2/3, thậm chí còn nhiều hơn. Chương 2962. Nghe nói tinh thần chi tâm xuất thế sẽ bộc phát ra năng lượng thủy triều, những năng lượng thủy triều kia đối với người tu hành có chỗ tốt lớn. Chỉ là xem ra, tinh thần chi tâm này hình như ở trong không gian kỳ lạ, lãng phí năng lượng thủy triều. Có người thấp giọng nói, tinh thần chi tâm mặc dù quý giá, nhưng đối với rất nhiều người mà nói đều không chiếm được. Ngược lại năng lượng thủy triều tịch đối với bọn họ chỗ tốt tương đối lớn. Chỉ tiếc ai cũng không biết không gian kỳ lạ ẩn nấp tinh thần chi tâm ở nơi nào. Đúng lúc này, không gian bỗng nhiên chấn động, một không gian thông đạo mở ra, mấy thân ảnh từ trong đó bay ra. Là mấy người Triệu Huyền, Trương Long Sơn, bọn họ thế nhưng còn chưa chết. Có người kinh hô, từ trong thông đạo đi ra, chính là đám người Đường Tuấn. Ngoại trừ Triệu Huyền thoạt nhìn tương đối chật vật ra. Những người khác đều vẫn ổn. Triệu Huyền cũng chủ yếu là bởi vì vận dụng lực lượng của tiểu thế giới, tiêu hao quá lớn, nhưng cũng không có gì đáng ngại. Hứa Vô Sơn nhìn mấy người, nói, không có việc gì là tối rồi. Mộ Thanh đứng trong đám người Vạn Tiên Hội, hốc mắt ửng đỏ, nhưng khóe miệng dưới lớp lụa mỏng gợi lên một nụ cười sáng lạn. Mấy người Thái Hạo, Lý Thanh Trần đứng ở bên cạnh cô ấy đều có chút không rõ nguyên nhân, Mộ Thanh nhanh như vậy đã thay đổi tình cảm rồi sao? Bác sĩ Dược vừa mới đi không bao lâu. Tên này rốt cuộc là lai lịch gì, nghe nói y thuật của anh ta không tệ, chẳng lẽ là bởi vì như vậy làm cho Mộ Thanh bị lừa gạt. Tôi phải tìm cơ hội đi hỏi rõ ràng, bác sĩ Dược không có ở đây, tôi tuyệt đối không thể để cho người ta thương tổn đến Mộ Thanh. Lý Thanh Trần nhìn, Trương Long Sơn, lông mày nhướng lên, trong lòng âm thầm nói. Hai người Thủy Miểu Miểu và Tu La Thần Tử nhìn Đường Tuấn một cái rồi cùng bằng hữu của mình tụ tập cùng một chỗ. Đi thôi, tinh thần chi tâm còn cần vài ngày mới có thể hoàn toàn xuất thế, nơi này tôi sẽ an bài người trấn thủ. Lần này tinh thần chi tâm xuất thế,
chỉ sợ sẽ có thần quân xuất hiện, trọng bảo này sợ là vô duyên với chúng ta. Hứa Vô Sơn cũng có chút vỡ mộng. Ông ta quay đầu lại nhìn thoáng qua những người của Vạn Tiên Hội, nói vậy các người đã thông chi thần quân của gia tộc mình đi, nhưng có một điểm tôi phải nói rõ ràng, các người tranh đoạt tinh thần chi tâm tôi mặc kệ. Nhưng ai dám ở Táng Tinh Cổ làm loạn, đừng trách tôi không khách khí. Thần đình cũng có thần quân. Những người khác nghe vậy thì đều dùng mình. Hứa Vô Sơn rời đi, nhìn thoáng qua Đường Tuấn thật sâu rồi cũng rời đi. Trương Long Sơn, tôi muốn nói chuyện với anh. Rất nhiều người sau khi rời đi, Tu La Thần Tử bỗng nhiên tìm tới Đường Tuấn, lời nói của anh ta khiến Đường Tuấn không thể cự tuyệt, thần kiếm thu của Thánh Địa Thiên Lý là anh giết đúng không? Chương 2963, Dược Đường, anh sẽ hối hận. Trên sông Cổ Ma, Đường Tuấn và Tu La Thần Tử đứng đối diện nhau. Khuôn mặt Tu La Thần Tử lãnh khốc, ánh mắt rét lạnh giống như băng vạn năm, anh ta chậm rãi nói, Dược Đường, tôi ở trước Vạn Tiên Hội đã nghe nói qua về anh. Khi đó anh giết chết thần kiếm thu, để cho thần quân của Thánh Địa Thiên Lý hạ sát lệnh, chấn động hơn phân nửa tinh vực Huyền Vũ. Nhưng khi đó anh còn chưa đủ tư cách làm đối thủ của tôi. Chỉ là không nghĩ tới lúc này mới trôi qua không bao lâu, anh cư nhiên đạt tới loại cảnh giới này. Đường Tuấn vừa định nói chuyện, Tu La Thần Tử liền nói, không cần phủ nhận. Lúc trước thần kiếm thu chính là vì Hỏa Tự Thần Văn mới đi tinh vực Chu Tước, cũng là bị Hỏa Tự Thần Văn làm trọng thương, cho nên cuối cùng mới chết. Mà lúc trước anh còn vận dụng Hỏa Tự Thần Văn, còn có thiên phú của Trương Long Sơn không có khả năng yêu nghiệt như thế, nhiều sự trùng hợp như vậy chồng lên người một người, nếu tôi không đoán ra thân phận của anh, chẳng phải là kẻ ngốc sao? Tu La Thần Tử rất ít khi nói chuyện, nhưng lúc này lại một hơi nói không ít lời, mỗi một chữ đều lộ ra lãnh ý, giống như muốn nhìn thấu lòng người. Khóe miệng Tu La Thần Tử nhếch lên một tia trào phúng, nói anh cho rằng thân phận Trương Long Sơn che giấu rất tốt. Tuyệt đối không nghĩ tới sẽ bởi vì một Hỏa Tự Thần Văn bị tôi vạch trần đi. Yêu cầu của tôi rất đơn giản, hoặc là anh theo tôi trở về tinh vực Huyền Vũ tiếp nhận chế tài, hoặc là anh đem cái loại y thuật ngưng luyện tiểu thế giới này giao ra. Đường Tuấn thở dài, nói, nếu tôi cự tuyệt thì sao? Tu La Thần Tử lạnh lùng nói, vậy tôi sẽ công bố tin tức này ra ngoài, như hôm nay đệ nhất thánh tử của Thánh Địa Thiên Lý cũng ở Táng Tinh Cổ Địa, mất đi Hỏa Tự Thần Văn anh căn bản không phải là đối thủ của bọn họ. Thế nào, nói cho tôi biết loại y thuật đó không? Anh muốn nói thì đi nói đi. Nói xong câu đó, Đường Tuấn xoay người rời đi, không cho Tu La Thần Tử cơ hội nói chuyện nhiều hơn nữa. Sắc mặt Tu La Thần Tử tái mét, khí tức trên người phập phồng, cuối cùng vẫn không ra tay, cứ như vậy mà nhìn Đường Tuấn rời đi. Anh ta cười lạnh nói, Dược Đường, anh sẽ hối hận. Lúc Đường Tuấn trở lại quân doanh Táng Tinh Cổ Địa, Triệu Huyền đang bị một đám người vây xem, trên mặt mỗi người đều mang theo thần sắc khiếp sợ cùng hâm mộ. Tên Triệu Huyền này không nổi danh, nhưng lại là người đầu tiên ngưng luyện tiểu thế giới, thật sự không cách nào làm cho người ta không cảm thấy ngoài ý muốn. Là Trương Long Sơn, anh ta đã trở lại. Ngay khi Triệu Huyền bị các loại tiếng tâng bốc bao phủ, một âm thanh đột nhiên vang lên, tất cả âm thanh trong nháy mắt biến mất. Vô số ánh mắt rơi vào trên người Đường Tuấn, có khiếp sợ. Có cười lạnh, cũng có lấy lòng. Trương Long Sơn, nghe nói tiểu thế giới của Triệu Huyền là do ai nhỗ trợ ngưng luyện, chuyện này rốt cuộc là thật hay giả? Một thánh nữ của Vạn Tiên Hội xếp hạng 20 không chút khách khí. Trương Long Sơn, chuyện này anh nhất định phải giải thích rõ ràng với chúng tôi. Ngoại trừ thánh nữ này ra, còn có rất nhiều người đều lạnh lùng quát. Theo lý thuyết, bây giờ Đường Tuấn nắm giữ y thuật có thể nói là nghịch thiên. Đám thánh nữ thần tử này đều nên nói đúng mới đúng. Nhưng những người này lại rất không khách khí. Chương 2964, bổ thức hải của cô ta ra mà thôi. Bởi vì bọn họ từ chỗ Thủy Miểu Miểu biết được, hiện giờ Đường Tuấn mất đi lá bài tẩy mạnh nhất, đã không còn bao nhiêu chiến lực. Dưới tình huống như vậy, bọn họ giống như đã ước định xong, quyết định cường thế đến cùng. Cút! Đường Tuấn nhìn mấy người đang nói chuyện một cái. Lạnh lùng nói, quả thực tôi biết loại y thuật này. Nhưng các người có tư cách gì để cho tôi nói ra, một đám phế vật chỉ dám kêu gào, ai muốn y thuật thì đứng ra. Lời nói cuồng bá vang vọng khắp bốn phía. Mọi người đầu tiên đồng loạt giật mình, tiếp theo đều cảm thấy phẫn nộ. Một đệ tử Vạn Diệu Cung mà thôi, lại dám hô to gọi nhỏ đối với bọn họ. Tất cả mọi người liếc nhau, trong mắt đều lóe ra sự tàn nhẫn, đồng loạt cười lạnh một tiếng.
Trương Long Sơn, anh còn muốn khiến mọi người tức giận sao? Thánh nữ xếp hạng 20 kia sắc mặt lạnh lùng, bước ra một bước. Cô dám bước một bước thử xem. Đường Tuấn lạnh lùng nói. Người mang danh thánh nữ kia cười châm biếm, nếu ngay cả bước ra một bước cũng không dám, vậy cô ta còn có tư cách gì nằm trong top 20? Nhưng mà đúng lúc này, một cỗ tinh thần lực vô cùng đáng sợ đột nhiên trấn áp cô ta, tinh thần lực hư vô, nhưng cỗ tinh thần lực này lại trầm trọng như núi non chân thật, làm cho toàn thân cô ta cứng ngắc, thậm chí việc nảy ra một ý niệm trong đầu cũng rất khó. Tinh thần lực cấp 8. Thánh nữ kia lập tức hiểu được, chợt nhe răng cười một tiếng, nói cái này còn không vây khốn được tôi. Tâm niệm của cô ta vừa động, pháp lực cùng tinh thần lực đồng thời động lên, ý đồ tránh thoát tinh thần trấn áp của Đường Tuấn. Ha ha! Đường Tuấn cười lạnh. Ầm ầm! Trong đầu vị thánh nữ kia đột nhiên nhấc lên sóng lớn ngập trời, lại giống như bị chùy khổng lồ hung hăng nện lên đỉnh đầu. Chỉ trong nháy mắt, mắt và tai mũi của cô ta đều tràn ra máu tươi, trước mắt hiện lên mấy ngôi sao vàng. Trong lúc ngây ngô, cả người cô ta ngã xuống đất. Bước đó, cô ta vẫn không bước ra được. Trương Long Sơn, anh làm cái gì với Lam Phượng Thánh Nữ vậy? Có ai đó hỏi. Đường Tuấn nhìn lướt qua người nọ, nói, bổ thức hải của cô ta ra mà thôi. Chương 2965, không tin anh có thể thử xem. Đường Tuấn nói, không tin anh có thể thử xem. Không ai dám nói chuyện nữa, tất cả đều im lặng. Mặc kệ Lam Phượng có bị bổ thức hải ra hay không, ít nhất lúc này cô ta bị thương nặng là thật. Trong ánh mắt chăm chú của rất nhiều người, Đường Tuấn cất từng bước đi vào quân doanh, không ai dám nói thêm một câu, bầu không khí nặng nề đến cực điểm. Thẳng đến khi pháp trận của quân doanh Đường Tuấn mở ra, mọi người mới đồng loạt thở ra một hơi. Không phải Thủy Miểu Miểu nói thực lực của anh ta không tốt sao? Có người thấp giọng nói chuyện, ngay cả dũng khí lớn tiếng nói chuyện cũng không có. Mọi người lắc đầu, nhưng vẫn có người rất không cam lòng, nói cường giả cấp thần quân sắp tới rồi, xem anh ta có thể đắc ý đến khi nào. Nhưng lần này còn không đợi cường giả cấp thần quân đến, quân doanh Táng Tinh cổ địa lại xuất hiện một tin tức. Anh ta không phải là Trương Long Sơn của Vạn Diệu Cung, mà là dược đường của tinh vực Chu Tước. Nguồn tin là từ Tu La Thần Tử của tinh vực Huyền Vũ. Tin tức này vừa truyền ra, toàn bộ quân doanh đều chấn động. Thật sao? Trong quân doanh thuộc tinh vực Chu Tước, vẻ mặt mấy người Ly Thanh Trần không thể tin được. Đi qua hỏi một chút là biết, nếu như thật sự là anh dược, vậy tinh vực Chu Tước tôi nhất định phải vì anh ấy mà ra mặt. Ly Thanh Trần trầm giọng nói. Hai người Thái Hạo, Trảm Thiên Long đều gật đầu, bọn họ thiếu nợ Đường Tuấn quá nhiều, hơn nữa Đường Tuấn hiện giờ còn nắm giữ loại y thuật có thể nói là nghịch thiên này, nếu như có thể dùng cho tinh vực Chu Tước, cũng là một chuyện tốt. Mộ Thanh đâu? Ly Thanh Trần bỗng nhiên hỏi. Thái Hạo nói, cô ấy đã đi ra ngoài từ rất sớm, nhìn biểu tình của cô ấy, hình như đã sớm biết chuyện này. Khi mấy người Ly Thanh Trần đi tới bên ngoài quân doanh của Đường Tuấn, một đám người đã chặn ở đó, đứng ở phía trước là một người đàn ông trẻ tuổi với khuôn mặt u ám. Người đàn ông trẻ tuổi nhìn thấy mấy người Ly Thanh Trần, tầm mắt lạnh như băng nhìn lại, nói tinh vực Chu Tước các người muốn che chở cho anh ta sao? Ly Thanh Trần trầm giọng nói, Vương Huy, chỉ cần có chúng tôi ở đây, anh cũng đừng nghĩ sẽ làm thương tổn được anh dược. Người đàn ông trẻ tuổi này tên là Vương Huy. Là thánh tử đầu tiên của thánh địa Thiên Lý, ở Vạn Tiên Hội anh ta cũng nằm trong top 20, nhưng có người nói anh ta có thực lực top 10. Người ta nói rằng anh ta nắm giữ một viên thần văn, nhưng đến nay cũng không thấy anh ta sử dụng nó. Vương Huy cười lạnh, nói, được, rất tốt. Không khí của hai bên vô cùng nghiêm nghị, chiến đấu vừa động một cái đã bùng nổ. Từ đằng xa, hai người Ngao Vấn Thiên cùng đạo nhất thần tử đang đứng sóng vai nhau, bọn họ yên lặng nhìn cảnh này. Ngao Vấn Thiên bỗng nhiên châm chọc, nói, đạo nhất, dược đường kia chính là người trong lòng của thánh tử Mộ Thanh đi. Chương 2966, đây mới là đạo nhất. Sắc mặt đạo nhất bình tĩnh, nói, vậy thì sao? Ngao Vấn Thiên nhìn lướt qua anh ta một cái, vẻ mặt châm chọc càng rõ ràng, nói, Mộ Thanh hết hy vọng đều là bởi vì người này, bác sĩ Diệp Phạm nói người này chính là mạng của Mộ Thanh. Nếu so sánh, anh ở trong mắt cô ấy. Không khác biệt gì với khách qua đường. Trong mắt đạo nhất hiện lên vẻ mất mát,
nhưng anh ta lập tức khôi phục cái loại tư thái bình tĩnh vạn vật không thể quấy nhiễu này, nói, đó là hiện tại, chuyện tương lai ai cũng không nói chính xác được. Ngao Vấn Thiên trêu chọc nói, cũng đúng. Tên kia nếu mà thật sự là dược đường, vậy thì thật sự tung hoành. Có được y thuật kinh thiên động địa như vậy, lại không có ý định gia nhập vào bất kỳ một thế lực nào, thật sự rất khó sống sót. Có lẽ khi anh ta thực sự chết đi, anh mới có hy vọng. Một nữ tu nắm giữ thân thể độ ách, đối với bất kỳ người tu hành nào muốn đặt chân vào cảnh giới tôn giả mà nói, đều không cách nào ngăn cản sự hấp dẫn. Đạo Nhất vốn còn rất bình tĩnh, nhưng khi Ngao Vấn Thiên nói đến câu nói cuối cùng kia, anh ta bỗng nhiên nhìn Ngao Vấn Thiên, vẻ mặt vô cùng lạnh lùng, nói, anh biết sao? Ngao Vấn Thiên nhún nhún vai, giống như không có cảm nhận được sát khí của Đạo Nhất, anh ta vẫn cười nói, ngay cả Đạo Nhất thần tử cũng muốn theo đuổi nữ tu, vậy tôi đương nhiên phải quan tâm thật tốt rồi. Dựa vào con đường tình báo của Long tộc tôi, muốn suy đoán ra Mộ Thanh chính là thân thể độ ách cũng không khó khăn. Chỉ là tôi không nghĩ tới, kiêu căng tự mãn như Đạo Nhất thần tử, mà cũng tin vào cái loại truyền thuyết hư vô này. Đạo Nhất chút chậm rãi thở ra, anh ta không hề nhìn Ngao Vấn Thiên, trong con người bỗng nhiên xuất hiện vẻ nhu tình hiếm thấy, nói tôi thích cô ấy, cũng không phải bởi vì thể chất của cô ấy, mà là bởi vì cô ấy là Mộ Thanh. Cảnh giới tôn giả, tương lai tôi nhất định phải đặt chân, dùng bằng chính sức mạnh của mình. Ngao Vấn Thiên khen ngợi nói, đây mới là Đạo Nhất. Tôi coi anh là đối thủ cả đời, nếu như anh thật sự ôm cái loại tính toán này, vậy sớm muộn gì cũng sẽ bị tôi đuổi kịp. Ngay lúc hai người nói chuyện, cách đó không xa bên ngoài quân doanh, hai người Hứa Vô Sơn cùng Diệp Phạm đồng thời xuất hiện, bọn họ ngăn cản đám người Vương Huy cùng Ly Thanh Trần. Hai người không có xông vào trong quân doanh, mà là ở bên ngoài chờ đợi. Hai người đại diện cho thần đình, nếu như Trương Long Sơn thật sự là dược đường, bất luận là y thuật cải tạo thể chất đặc thù, hay là y thuật phụ trợ ngưng luyện thế giới nhỏ, đều có thể nói là nghịch thiên, khi hai loại y thuật tập trung trên người một người, đã đáng để thần đình lôi kéo rồi. Lều trại trận pháp đóng lại, rèm cửa nhấc lên, ba người đi từ bên trong ra. Một người trong đó là Mộ Thanh, người còn lại là Triệu Huyền, người thứ ba lại không phải là Trương Long Sơn. Nhưng khi người này xuất hiện, đám người Ly Thanh Trần bỗng nhiên hô lên, anh dược. Đường Tuấn đã khôi phục lại dáng vẻ dược đường. Nghe thấy cách xưng hô của ba người Ly Thanh Trần, Đường Tuấn lắc đầu, nói tôi cũng không phải dược đường, tôi tên là Đường Tuấn. Chương 2967, sức mạnh nhất thiên long. Đường Tuấn gật đầu, nói, là tôi. Anh đáng chết. Vương Huy quát lớn một tiếng, anh ta đánh ra một quyền, không khí bị đánh bạo, xuất hiện một dấu vết màu trắng. Sức mạnh nhất thiên long. Từ đằng xa sắc mặt Ngao Vấn Thiên thay đổi, anh ta thất thanh hô lên. Thiên Long, là xưng hô của cảnh giới thần quân Long tộc. Sức mạnh nhất Thiên Long, đại biểu cho sức mạnh cú đấm này của Vương Huy đã đạt tới trình độ thần quân. Mà Ngao Vấn Thiên thân là Long tộc, thiên phú dị bẩm, vì có thể sớm đạt được sức mạnh nhất Thiên Long đã hao phí tài nguyên khổng lồ, mà Vương Huy cũng không phải yêu tộc, lại cũng có thể sớm luyện thành sức mạnh nhất Thiên Long, thật sự làm cho người ta khiếp sợ. Sức mạnh nhất Thiên Long cũng không phải vô địch. Đường Tuấn cũng nhìn ra một quyền này của Vương Huy rất đáng sợ, chắc chắn có thực lực top 10 vạn tiên hội, nhưng trên mặt anh không có chút sợ hãi nào, đồng thời anh cũng đánh ra một quyền nghênh đón. Vốn dĩ Hứa Vô Sơn còn muốn ngăn cản, nhưng lại bị Diệp Phạm ngăn cản, Diệp Phạm trầm giọng nói, anh ta cần một trận chiến đấu để làm kinh sợ những người khác. Hai loại cấp độ y thuật nghịch thiên tập trung trong một người, nếu tu vi của Đường Tuấn tầm thường, người khác sẽ không coi trọng anh, tương lai cho dù dựa vào thế lực nào đó, cũng không có quyền nói chuyện. Nhưng nếu thực lực của Đường Tuấn đủ mạnh, về phương diện tu vi cũng bày ra thiên phú kinh người, có hy vọng nhòm ngó thần quân, vậy sẽ đại diện cho một ý nghĩa sẽ khác. Ít nhất rất ít người nguyện ý đắc tội với một vị thần bác sĩ, một vị thiên tài có khả năng trở thành thần bác sĩ cũng như vậy. Nắm đấm của Đường Tuấn và Vương Huy va chạm với nhau, không có bất kỳ âm thanh nào bùng nổ. Đại M Hy Thanh, nhìn thấy cảnh này tất cả mọi người đều giật mình, Đường Tuấn so tài sức mạnh với Vương Huy người nắm giữ sức mạnh nhất thiên long, nhưng anh lại không rơi vào thế hạ phong. Ánh mắt Vương Huy đồng thời toát ra vẻ không thể tin được, anh ta có được kỳ ngộ siêu phàm, cho nên mới có thể lấy thân thể không phải yêu tộc sớm luyện thành sức mạnh nhất thiên long. Anh ta vẫn cất giấu lá bài tẩy này,
chính là muốn gáy một tiếng mà ai nấy cũng phải kinh ngạc, nhưng anh ta không nghĩ tới lần đầu tiên ra tay đã thất bại. Thần kiếm thu đáng chết, anh cũng đáng chết. Đường Tuấn quát. Bên ngoài cơ thể anh hiện ra màu vàng cùng màu xanh, hai màu giao hòa, làm cho cả người anh thoạt nhìn nhiều hơn vài phần khí tức thần thánh. Sắc mặt Vương Huy kinh hãi, theo sự xuất hiện của hai màu vàng thanh trên cơ thể Đường Tuấn, pháp lực cùng tinh thần lực của anh ta lại biến mất từng chút một. Anh ta muốn thu quyền, nhưng Đường Tuấn đã nắm lấy nắm đấm của anh ta, đồng thời một quyền khác đập vào mặt anh ta. Vương Huy lạnh lùng, tay kia của anh ta lại bộc phát ra sức mạnh nhất thiên long. Nhưng vô ích, anh ta vừa mới bộc phát, tất cả sức mạnh lại lần nữa biến mất. Oanh! Nắm đấm của Đường Tuấn đập vào mặt Vương Huy. Cạch một tiếng, xương sống mũi của Vương Huy bị đập gãy, máu mũi phun ra. Vương Huy càng thêm sợ hãi, không chỉ có sức mạnh, mà sự phòng ngự của cơ thể anh ta cũng đang suy yếu dần. Bồng bồng bồng! Chương 2968. Tất cả mọi người lại một lần nữa bị giật mình, đặc biệt là đồng bạn của Hổ Tiêu, bọn họ cũng ở một bên, muốn nhân cơ hội trả thù cho Hổ Tiêu. Nhưng mà lúc này tất cả đều bị kích động. Những lời này của Đường Tuấn rõ ràng là đang cảnh cáo bọn họ. Đường Tuấn còn không mau ngừng tay, anh muốn cùng Thánh Địa Thiên Lý tôi không chết không thôi sao? Một học trò Thánh Địa Thiên Lý quát lên. Vương Huy là thánh tử đầu tiên của Thánh Địa Thiên Lý. Nếu thật sự bị đánh thành đầu heo, thì Thánh Địa Thiên Lý còn mặt mũi nào để nhìn người khác nữa? Đối mặt với sự uy hiếp của mấy người trong Thánh Địa Thiên Lý, Đường Tuấn nhìn lướt qua bọn họ, thản nhiên nói các người cũng muốn biến thành đầu heo sao? Mấy người kia nhất thời im lặng, khóe miệng giật giật. Ngay cả Vương Huy cũng bị đánh như cháu của mình, nếu bọn họ ra tay, chỉ sợ kết cục thật sự chỉ có thể trở thành đầu heo. Vì để không phải trở thành đầu heo, một số người của Thánh Địa Thiên Lý liếc nhau. Bọn họ đồng loạt quay đầu đi, giả vờ như không nhìn thấy Vương Huy bị đánh. Các người! Vương Huy cực kỳ tức giận. Một ánh sáng rực rỡ phát ra từ trên người anh ta, và một viên thần văn từ đỉnh đầu anh ta hiện lên. Ngay khi chữ viết này xuất hiện đã làm cho mọi người có một loại cảm giác nặng nề như núi. Đó chính là sức mạnh chữ thần văn, khó trách Vương Huy có thể luyện ra sức mạnh nhất thiên long. Ngao Vấn Thiên sửng sốt. Tôi sẽ dùng thần văn để đàn áp anh. Vương Huy gầm lên giận dữ. Anh có thần văn sao? Đường Tuấn cười nhạo một tiếng. Hỏa tự thần văn xuất hiện, và đối đầu với lực chữ thần văn. Lần nữa Vương Huy phun ra một ngụm máu, sắc mặt anh ta khó coi, nói, không phải là thần văn của anh đã mất rồi sao? Tu La thần tử cùng Thủy Miểu Miểu đã sớm nói sơ lược chuyện xảy ra trong tử vực hoang vu, vì vậy rất nhiều người đều cho rằng hỏa tự thần văn của Đường Tuấn đã bị mất. Thủy Miểu Miểu và Tu La thần tử cũng nhìn thấy cảnh này, ngay lập tức bọn họ nghiến răng nghiến lợi, tên Đường Tuấn này ép bọn họ cùng một chỗ. Cuối cùng, Vương Huy bị Đường Tuấn đánh đến mặt mũi bầm dập, đặc biệt là mặt, sưng lên không khác gì đầu heo. Nếu không phải vì Hứa Vô Sơn, Đường Tuấn thật sự sẽ giết chết anh ta. Nhưng một trận chiến như vậy đã đủ để răn đe những người khác. Khuôn mặt của Vương Huy bị sưng lên, ánh mắt anh ta căm thù nhìn Đường Tuấn. Anh ta đường đường là thánh tử đầu tiên của Thánh Địa Thiên Lý, thế nhưng lại bị đánh thành đầu heo. Chờ thần quân của Thánh Địa Thiên Lý tôi đến, xem anh còn có thể kiêu ngạo đến khi nào. Chương 2969. Vương Huy ngoan độc nói. Đường Tuấn cười nhạt, nói, nếu tôi nói ra, ai giúp tôi giết sạch thần quân của Thánh Địa Thiên Lý, thì tôi sẽ phục người đó, anh cảm thấy có ai sẵn sàng đi làm hay không? Vương Huy sửng sốt, với biểu hiện lúc này của Đường Tuấn. Một khi anh ta đưa ra yêu cầu này, chỉ sợ Thánh Địa Thiên Lý thật sự sẽ bị rất nhiều thế lực nhằm vào. Vương Huy cắn răng nói, anh dám sao? Đường Tuấn cười nhạt, ánh mắt anh nhìn qua rất nhiều người, trong đó có Vương Huy, nói, anh không tin thì có thể thử xem. Sắc mặt của những người đó liền thay đổi, lời này của Đường Tuấn rõ ràng cũng là đang cảnh cáo bọn họ. Nhưng hết lần này tới lần khác bọn họ không dám không tin. Những người vốn còn muốn hãm hại Đường Tuấn cũng không dám nảy sinh suy nghĩ này nữa. Ở đằng xa Ngao Vấn Thiên lạnh nhạt cười, nói, chó gấp sẽ nhảy khỏi tường, tên này cũng coi như là có chút thông minh. Nhất Đạo lại nói, có chút cơ trí cũng vô dụng, những thế lực lớn kia cũng không phải kẻ ngốc. Mọi người lần lượt rời đi, ba người Ly Thanh Trần kinh ngạc nhìn Đường Tuấn, nói, anh Dược, anh làm sao vậy? Lúc đó, Đường Tuấn bị đẩy vào trong núi Vạn Thần. Tất cả mọi người đều cho rằng anh ta đã chết, nhưng hiện tại lại đột nhiên xuất hiện ở tinh vực Kỳ Lân,
điều này thật sự khiến cho mọi người nghĩ không ra. Đường Tuấn nói, bây giờ không phải là tôi đang còn sống sao? Vẻ mặt của Thái Hạo, Trảm Thiên Long xấu hổ nói, anh Dược, chúng ta. Đường Tuấn xua tay nói, chuyện đã qua đừng nhắc lại nữa. Thái Hạo, Trảm Thiên Long càng thêm áy náy, tuy Đường Tuấn không nói gì, nhưng bọn họ có thể nhận ra cảm giác xa lạ trong lời nói của Đường Tuấn. Tất cả mọi thứ trong quá khứ, đã không thể trở lại. Lúc này Triệu Huyền nói, lão Đường, tôi đã đem chuyện nơi này nói cho trưởng giáo rồi, ông ta bảo anh không nên hành động hấp tấp, Vạn Diệu Cung sẽ cố gắng hết sức để giúp anh. Bây giờ Triệu Huyền ngưng luyện thế giới nhỏ, ở Vạn Thiên Hội có đông đảo thiên kiêu đều được xem như vô cùng mạnh mẽ, mà tất cả đều thuộc về công của Đường Tuấn. Có thể nói Vạn Diệu Cung nợ Đường Tuấn một nhân tình rất lớn. Đường Tuấn gật đầu, nói cảm ơn. Ly Thanh Trần nói, tôi đã thông báo cho cha tôi, ông ấy cũng đang trên đường đến đây. Đường Tuấn nói, thần đế đã vượt qua 99 đại kiếp sao. Ly Thanh Trần gật đầu, nói, đó là nhờ vào anh Dược. Trên đường đi lên núi Vạn Thần, một số thánh địa trong tinh vực Chu Tước đều đã đạt được rất nhiều lợi ích, ngay cả những thế hệ trước kia cũng đều được dính quang và sức mạnh của họ cũng tăng nhanh như gió. Thời gian trôi qua, trong doanh trại táng tinh cổ địa bỗng nhiên yên tĩnh lại. Nhưng tất cả mọi người đều biết loại yên tĩnh này sẽ bị phá vỡ khi có sự xuất hiện của thần quân. Táng tinh cổ địa rất đặc thù, nhưng không có hạn chế sự ra vào của các vị thần quân của tinh vực ngũ đại. Chương 2970. Ngoại trừ mấy người như Kỳ Long, Triệu Huyền, Mộ Thanh, Đường Tuấn không nhìn thấy ai, Tống Hữu Đức cũng không hề rời trại. Ngày thứ ba, từ chân trời đằng xa bạo phát ra một luồng sóng kinh hoàng, tiếp theo một tiếng cười lớn càn rỡ truyền đến. Những người già kia đã không đến, xem ra tôi là người đầu tiên. Một bóng người được bao quanh bởi năng lượng màu đen bỗng xuất hiện trên bầu trời doanh trại, sát khí nồng đậm tỏa ra từ trên người ông ta, trong nháy mắt tràn ngập toàn bộ doanh trại. Độc Cô Lão Ma. Rất nhiều người nhận ra bóng người ma quỷ trên bầu trời này. Đám người Ly Thanh Trần cũng thấy được Độc Cô Lão Ma, sắc mặt đồng thời biến đổi, thấp giọng nói, ông ta sao lại là người đầu tiên đến đây được chứ? Lúc trước Đường Tuấn bị ép vào núi Vạn Thần, nguyên nhân chủ yếu nhất chính là Độc Cô Lão Ma. Có thể nói, Độc Cô Lão Ma là mà người bọn họ không muốn nhìn thấy nhất. Hứa Vô Sơn dẫn theo rất nhiều tướng sĩ bay lên trời cao, cung kính hành lễ nói, xin chào thần quân. Độc Cô Lão Ma nhìn Hứa Vô Sơn một cái, ngữ khí hơi mang theo một tia châm chọc, nói, Hứa Vô Sơn, tôi và ông xem như là đồng tiến vào thần đình, lúc trước thiên phú của ông còn mạnh hơn so với tôi. Nhưng kết quả nhiều năm như vậy, ông lại chỉ bằng một nửa thần quân, thật sự là làm cho người ta tiếc nuối. Sắc mặt Hứa Vô Sơn thay đổi một chút, nhưng ông ta cũng không có giải thích nhiều. Độc Cô Lão Ma càng vui sướng, ông ta cười ha hả nói, quên đi, lần này tôi cũng không phải đến vì ông. Trương Long Sơn đâu, anh ta đang ở đâu? Ông ta hiển nhiên còn không biết thân phận thật sự của Trương Long Sơn. Hứa Vô Sơn nói, thần đình sẽ phải đại sứ đến thương lượng. Còn trước lúc đó, tôi sẽ không giao anh ta ra. Tuy rằng Độc Cô Lão Ma cũng xuất thân từ thần đình, nhưng ông ta lại không phải là đại sứ phụ trách chuyện thương lượng lần này. Hứa Vô Sơn lại không ngốc, ông ta rất hiểu Độc Cô Lão Ma là đang tính toán cái gì. Tiếng cười của Độc Cô Lão Ma chợt thu lại, ánh mắt âm trầm nhìn Hứa Vô Sơn, nói, ông thử nói lại một lần nữa. Nhưng lời nói này vừa dứt, một luồng áp lực vô hình từ trên người Độc Cô Lão Ma bộc phát ra. Trực tiếp hướng về phía Hứa Vô Sơn. Phốc, Hứa Vô Sơn phun ra một ngụm máu tươi lớn. Tướng quân Hứa, rất nhiều tướng quân đồng thời hét lên. Độc Cô Lão Ma lạnh lùng nói, một đỉnh phong của động hư cảnh mà cũng dám nói chuyện với tôi như vậy, muốn chết sao? Tôi nói lại một lần nữa, giao Trương Long Sơn ra đây. Hứa Vô Sơn lau đi vết máu, ông ta nghiến răng nghiến lợi nói, thần đình đã sắp xếp cho Minh Thần Quân phụ trách việc này. Nên trước khi Minh Thần Quân đến, tôi sẽ không giao Trương Long Sơn cho bất kỳ ai. Tuy rằng ông ta không rõ vì sao Độc Cô Lão Ma lại đến táng tinh cổ địa, nhưng nhất định không phải là chuyện tốt gì, nói không chừng là muốn mượn cơ hội lấy loại y thuật này chiếm làm của riêng. Một tia sợ hãi lóe lên trong mắt Độc Cô Lão Ma, ông ta càng lúc càng u ám nói, ông dám lấy Minh Thần Quân ra uy hiếp tôi sao? Thực lực của ông ta chỉ là độ kiếp cảnh sơ kỳ, mà Minh Thần Quân đã bước vào độ kiếp cảnh trung kỳ từ lâu rồi. Khoảng cách giữa mọi cảnh giới nhỏ trong cảnh giới độ kiếp là vô cùng to lớn, và Minh Thần Quân hoàn toàn có thể ngược đãi ông ta. Audio điện tử Võ Tấn Bền.
Hết chương 2970.